em sẽ ăn thập cẩm, hai tô thập cẩm. Thập cẩm lấy gà luôn phải không? Chị lấy một tô gà đi với một tô bình thường thôi, để em ăn có gà nữa. Dạ. Rồi rồi. Còn nguyên liệu thì nhiều ha. Nhiều lắm. À hồi nãy mình có quay sơ qua rồi cả nhà. À, để mình cho cả nhà xem ha. Cá nè. Rồi khoanh giò, rồi gà, rồi bò viên nữa. À, mình còn có giò chéo quẩy nữa cả nhà. Đó là ăn kèm. Ừ. Chắc khoanh giò chỉ chất lượng lắm mình. Sao? À. Giò anh nhau cắn một cái mà ăn như cái bột luôn ấy. Wow. Hey, xin chào chú anh chị, mình tất cả các bạn. Chào cả nhà nha. Rất vui được gặp lại mọi người trong video mới nhất của mình ha. Hiện tại mình và em Giao đang ở Vĩnh Trung, Vĩnh Biên. Đường này là đường tỉnh 948 này cả nhà, ấp Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Trung, tỉnh Biên, An Giang. Ở Vĩnh Trung thì có món bánh canh Vĩnh Trung cả nhà ha. Đây là bánh canh Vĩnh Trung. Quán này là quán Úc Anna, rất là ngon nha cả nhà. Dân địa phương ở đây ai cũng xác nhận hết, và mình biết tới quán này cũng nhờ dân địa phương ở đây chỉ tới ha. Giới thiệu với cả nhà, đây là chị chủ ha. Đây khách vừa mới đi ra đi về đó cả nhà. Đây là những cái tô mình đã bán xong nè, cho đã lấy được một chặp rồi đó, rất là nhiều tô ha. Như là 10 giờ là chị gái ra bán đó chị. Mình bán từ lúc mấy giờ chị? 10 giờ sáng tới 12 giờ khuya. Dạ. 10 giờ sáng tới 12 giờ khuya luôn. Đúng rồi. Wow, à, là người dân ở đây người ta ăn tới 12 giờ khuya luôn hả chị? Dạ. À. Thì cũng có khách dán like đồ người ta đi đường đó. Dạ. Dạ. Chị mới lên cá đây cả nhà. Ở đây là bán một món là bánh canh Vĩnh Trung hả chị ha? À, có mì đó hả chị? Mì gói, mì dắt. Dạ. Khách mua về đây cả nhà. Chị có chia sẻ với mình đó, là mỗi một ngày chị bán khoảng 3-4 cái nồi súp như thế này. Đó, bây giờ mình xài nồi tăng tiến là nồi điện nha. Bên đây là nồi súp và bên đây là nước sôi dùng để trụng. Phần ở trong chị chuẩn bị cũng nhiều lắm á. Mưa to quá cả nhà ơi. Có cá đây ha. Ở ngoài cá ra mình còn có khoanh giò đó, mình có bò viên và gà nữa cả nhà. Gà thì nằm phía bên kia ha. Rất là ngon luôn. Mưa này là khách mua về hả chị? Có, cũng là số ngồi ăn hay là cũng có người mua về. Dạ. Yeah. Vậy quán này bán lâu chưa chị? Dạ gần 40 năm rồi. Wow. Là cũng ở ở đây luôn. Dạ. Dạ. Thì bà mẹ bán đó, phụ bà mẹ. Dạ là hồi xưa là mẹ bán chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ bà mẹ quá già rồi, bà cũng như dạ. Thì mẹ người nấu mà chị người bán. Dạ. Dạ. Vì là mẹ vẫn còn nấu nha. Dạ, à, cái hương rồi. Vị của bánh canh Vĩnh Trung Úc Quanh Na của mình vẫn còn như cũ nha cả nhà. À. Đây là bột súp cá với bò viên. Ở đây mình bán một tô là gồm có cá, khoanh giò hay là sao chị? Nếu mà bánh canh cá không á thì giá bình thường 25. Dạ. Đó. Nếu mà bò viên hay là hoặc giò heo là cũng giá 35, nhưng mà thập cẩm bình thường nó cũng 35. À. Nếu mà có gà đồ thêm á thì một tô 60. Dạ. À. Bình thường một tô thập cẩm sẽ gồm có cá và có giò, có bò là đó 35. Dạ. Nếu mà có gà nữa là 60, bình thường 35 đều vậy đó. Dạ. Nếu ăn còn cá không là 25 hả chị? Đúng rồi, cá dạ. Không 25. Chị ơi, cái món bánh canh Vĩnh Trung này của mình là món của người dân tộc mình hả chị? Dạ đúng rồi, dân tộc Khmer. Dạ, là xuất phát từ người dân tộc mình làm dạ, ra chị nha. Cái sợi bánh canh cũng do mình làm. Dạ. Dạ, nước súp cá thịt này kia nọ cũng là mình sáng chế ra, người dân tộc dạ. Mình sáng chế ra. Bánh canh mình làm nhà luôn hay là không? Bánh canh căn của người ta. Dạ. Chị em hỏi chị chút được không? À, cái tiếng mà Khmer của mình đó ngon quá mình nói sao chị? Nhai na. Nhai na hả? Nhai na. Là ngon quá là Sinana.
Dạ, tại vì em nhìn những cái đồ ăn ở đây và nước súp ở đây, thấy chị làm là em muốn nói xin nhanh nè. Còn cảm ơn là thế nào chị? Cảm ơn là open. Open. Dạ, xin nhanh nè, open. Bây giờ chị làm cho em hai tô chị ha. Dạ. Dạ. Em sẽ ăn thập cẩm, hai tô thập cẩm. Thập cẩm lấy gà luôn phải không? Chị lấy một tô gà đi với một tô bình thường thôi, để em ăn có gà nữa. Dạ. Rồi, rồi. Còn nguyên liệu thì nhiều ha. Nhiều lắm. À, hồi nãy mình có quay sơ qua rồi cả nhà. À, để mình cho cả nhà xem ha. Cá nè. Rồi khoanh giò, rồi gà, rồi bò viên nữa. À, mình còn có giò chéo quẩy nữa cả nhà. Đó là ăn kèm. Ừ. Chắc khoanh giò thì chất lượng lắm nha. À. Sợi bánh canh cũng chung mà ăn ha. Nước sôi dùng để trụng bánh canh đó của chị là dùng nguyên cái nồi lớn luôn. Mà cái nồi này to lắm nha cả nhà. Wow. Thơm ấy. Lạc đi. Hấp cà mua. Có khoanh giò, gà, và bò viên. Mình có kêu một tô thập cẩm có gà đó cả nhà. Chị đang cắt gà cho mình nè. Gà này cái gà ba phá vườn mình luôn chị ha. Dạ. Thập cẩm có gà thì gà rất là nhiều luôn đó nha. Còn nhìn thôi đã muốn no rồi đó. Thêm thanh giò nữa nha. Có bốn cái bò viên luôn. Cắt vào mua ấy cả nhà. Hành và tỏi phi, ít tiêu nữa. Dạ. Wow. Rồi ngồi bàn nào. Dạ. Yeah. Cái đó chừng chưa bao giờ chứ. Thêm vào vô chổng sòn mạng cả nhà. Ở đây có khách mua nè. Mình ấy thôi mình ăn lắm. Vô nhà tên sao lắm. Chị làm cho khách ha. Dạ. Thường khách mua về chị làm trong bọc rất là gọn luôn. Khách mua cá hả chị? Cá, tôm cá với bò viên. Cá với bò viên. Ở vùng Mỹ Núi của mình bò viên siêu ngon chị ha. Dạ. Mấy bọc? Một bọc bánh canh bò viên nữa. Bây thay đây giờ lấy anh ơi, come on bây tay. Đã xong một bọc. Wow, nhìn cái nồi súp rất là hấp dẫn luôn. Một khói nó bốc lên cái nhà thấy không? Chị có soạn sẵn từng bọc hành phi ha. Khi khách mua thì chị cho thêm một ít hành tươi vào nữa là xong. Này là ớt bằm hay là ớt? Dạ đúng rồi, ớt bằm. Dạ. Tại nhà làm luôn đó. Ồ.
Nhìn rất là ngon anh chị. Hấp dẫn lắm luôn. Quán lúc nào khách cũng đông hết nha cả nhà. Trời mưa hay không mưa thì khách cũng đông hết nha. Khách ngồi ăn rất là ngon miệng ha. Quán của mình thì có 15 bàn như thế này. Mỗi một bàn là 4 ghế nha cả nhà. Thì đến điểm là quán có thể tiếp một lần từ 50 đến 60 khách. Ngồi hết như này luôn anh nha. Đó, em Giao đã có bàn rồi đây. Chuẩn bị xong hết chưa? Đây là hai con ha. Wow. Tô bánh canh tỉnh chung. À, hồi nãy anh nghe chị nói là thập cẩm gà. Anh nghĩ là một tô thập cẩm sẽ có gà và khoanh giò luôn. Ừ. Nhưng mà chị làm cho mình là một tô gà và một tô thập cẩm. À. Tô gà không này là 35 ngàn nha cả nhà. Và cái tô thập cẩm này cũng là 35 ngàn. Thập cẩm này 35 ngàn. Rất là chất lượng luôn á. Rất là chất lượng. Đây cả nhà xem một tô thập cẩm ha. Mình giờ mà có một cái khoanh giò. Nhìn cái khoanh giò là thấy hấp dẫn rồi đó anh Giao. To lắm nhiều. Giao lật lại thì cũng hấp dẫn. Đó. Wow. Bò viên. Mình có cá và 4 viên bò viên luôn đó em. Mình đến với vùng bảy núi thì bò viên siêu ngon luôn. Thật sự vùng cái núi ngon cực kỳ ha, bò viên. Ồ, con gà này là gà ta đúng không anh? Bên đây là gà ta vườn đúng không em? Đây. Rất là nhiều thịt gà ha. Ở đây là có nhiều loại topping đó cho mình lựa chọn. Bữa thì mình ăn cái này xong thì qua bữa khác mình ăn tới gà. Đúng ra là cũng nhiều chứ, là mình có bò viên, có cá, có khoanh giò và có cả thịt gà nữa. Mùi rất là thơm luôn á. Cái phần rau mình ăn kèm đây cả nhà. Mình gồm có hẹ và giá. Phần này đã được trụng chưa ta? Trụng rồi. Hẹ đã được trụng rồi cả nhà. Wow, hấp dẫn quá. Đây là chị nói là cái keo nước mắm nè, đã pha chế sẵn nè. Sẽ chấm với ăn với bánh canh ha. À. Chất lượng ha. Cái đó là nước mắm luôn đó ha anh Giao. Đúng rồi. Mắm này để chấm những cái phần đồ ăn nè. À, anh tưởng đâu là ớt. Nước mắm nhưng luôn. Mà đã làm nước mắm luôn rồi ha. Còn chị nói mà muốn thấy nó hơi lạc gì đó mình có thể đi một miếng mắm mặn vô. À. Đây em vào múc xong đi anh xem cái chai mắm mặn này coi. Wow. Chất lượng quá. Ừ. Ở đây mình thì dùng nước mắm cá cơm nha nè. Mắm cá cơm. Chai này là 650ml. Ồ, nhìn cái màu cũng ngon lắm nha. 17 độ đạm ha cả nhà ha. Bánh canh rất là nhiều luôn anh ha. Cái sợi bánh canh kìa. Nó như cái sợi phở vậy đó em Nhau. Ha. Nó bóng ha, bóng lượng. Đó. Đến với vùng bảy núi mà mình không ăn cái bánh canh này là ha, hơi lãng phí nha. Bánh canh Vĩnh Trung. Ngày nay giờ mình và anh Nhau đang ở Vĩnh Trung luôn. Mình thưởng thức một tô bánh canh Vĩnh Trung nóng hổi như thế này nha, khói bốc lên vào lúc mà trời mưa nữa. Đây, trời mưa đây cả nhà. À, trước mưa ướt nhẹt mà trước ha. Bây giờ mình thưởng thức một tô bánh canh Vĩnh Trung nóng hổi ở đây nữa. Còn gì bạn đây? Phần rất là chất lượng luôn hả? Thành giao thử miếng nước xem. Đúng là thơm luôn. Trong mình chỉ có để thêm tỏi phi á. Một cái phần nước này là đã dừa nha. Súp này dừa luôn á. Thì mình sẽ cho thêm một chút ớt vô nha. Em mời cả nhà nha. Bánh canh ăn nó nó dài dài nha. Nhất là cái mùi gạo gạo anh ha. Bột gạo mà. Ừ, đúng rồi. Sợi bánh canh ở đây đều được làm từ bột gạo nghe nha. Kết hợp ăn rất là ngon luôn. Hồi ngày trước á, cái nhà mình nghĩ là bánh canh Vĩnh Trung thì thuộc xã Vĩnh Trung của người dân Vĩnh Trung thôi ha.
À, nhưng mà bây giờ mình mới biết là món bánh canh bánh chung này của người dân tộc Khmer nha. Mà đặc biệt là những cô chú anh chị, các bạn mà người dân tộc Khmer nấu ăn rất là ngon. Cái cách họ nêm cái nước súp của em, với lại họ làm những cái phần bột ấy, họ làm bánh cũng ngon ha. Làm ra những cái sợi hủ tiếu nè, những cái sợi bánh canh này kia nọ cũng rất là ngon. Súp của chị là dừa ha, nó là dừa ăn luôn, vừa có vị ngọt ngọt ha, mặn mặn, nhưng mà nó thanh nha, rất là thanh luôn. Kèm với tỏi phi thì thơm lắm em ha. Hành lá nó thanh. Hồi nãy chị nêm là chị có bỏ hủ tiêu hết trơn, sau đó chị mới chan bằng nước súp vào. Ông bò viên chất lượng quá, cũng là to luôn. Sao? Cái nước chấm này là chịu, không có pha chế nha. Một chút mặn mặn, cay cay và ngọt ngọt. Nghĩa là chị đã nêm nó đều vị em ha. Chút chua chua nữa ha. Chua chua nữa hả? Giống như món làm vậy đó. Mà nó sẽ mặn hơn món làm chút. Thì thường cái phần nước mắm mà để mình dùng nước súp đó em, người ta sẽ làm mặn. Đúng rồi. Thay vì em ăn mắm mặn thì nó cũng vậy thôi ha. Mùa nhiên rất là thơm, rất là chất lượng, thơm bò cực kỳ luôn. Giòn dai sực. Nó sực sực ha. Nó dai dai luôn. Không bị bò nữa. Ồ. Em nhau cắn một cái mà ăn như cái bột luôn ấy. Wow. Nó là đã miệng luôn á. Ăn cực kỳ sướng miệng luôn. Một tô thập cẩm 35.000, em giao ăn được 4 viên như vậy. Nhiều quá ta. Nhiều. Nhiều lắm em. Rẻ ha. Một cái phần giò rất là bự luôn đó mà. Cái phần giò của chị là được tiễn trọng, không có anh Thanh. Rất là to không à. Nó đều rang nhéo trơn luôn em. Em mời cái nhà luôn nha. Em giao cắn thử một miếng xem chị đã hầm cái khoanh giò này mềm hay chưa. Đây mời cái nhà. Nó là tới luôn. Nó dừa. Nó không có bở. Nó cũng không có cứng. Nó vẫn còn cảm giác sực sực cho em luôn ha. Nên là tôi thì thích ăn khoanh giò mà dạng luôn. Đừng mềm quá đúng không? Mềm quá thì mình ăn cái con giò nó không còn sực sực, không có đã nữa. Mà để nó dai quá thì ăn khó em. Cái bánh đầu này nó đứt lắm đó. Đã quá. Mà chị làm rất là sạch nha, không còn bánh đông nào nữa mà. Nó đúng lưỡng luôn em. Nhìn em ăn anh thấy thèm. Cái phần topping thôi là muốn no luôn á. Thèm nhiều lắm. Bởi vì khách đông nghẹt hết trơn. Chị mơ mà khách vẫn ghé mua á. Nước của chị á, nước chị đang nấu rồi là cực kỳ thanh luôn. Rất đã. Hồi nãy lúc mà mình chạy lại là mình thấy anh anh chở ở đâu cũng mười mấy bịch ấy. Anh chở anh đi giao ấy cả nhà. Là có người người ta gọi người ta đặt đấy. Chị chắc cũng có ship gần nữa ha. Có, anh chị bán và anh đi ship á. Em giao dùng thử một miếng thịt gà xem. Nhiều nha. À, xem thịt gà ngon không nha. Đây là cái hòn gà. Gà này gà dường anh ha. Gà ta mình thấp. Là bán là đủ đồ ăn luôn. Em mời cái nhà phần gà nha. Xem phần thịt gà như thế nào. Gà. Gà là thích rồi. Gà là thơm lắm hay là. Rất là nhiều luôn á, chỉ làm một cái miếng là to to không à. Ăn cho đã miệng. Cái phần nước mắm này là
ngon nha. Ăn cái này nó không bị mặn, không có sợ mặn. Quá đã. Vừa không nước mắm mà vừa không còn ớt không, ớt tươi á, dạng nó đã miệng luôn trời. Quá thích luôn. Trời cũng sắp mưa rồi anh ha, đã mưa rồi. Đây nè, trời vừa tạnh mưa là khách đi ra về luôn ấy cả nhà. Anh chị đang dẹp tô ha. Máy sẽ bán từ 10 giờ sáng tới 12 giờ khuya luôn. Wow. Bánh canh Vĩnh Trung ngay tại quán bánh canh Vĩnh Trung Úc Anna, được người dân địa phương ở đây đánh giá là siêu ngon nha cả nhà. Thì cả nhà có đến tới Vĩnh Trung thì hãy ghé tại đây ha. Quán nằm trên đường tỉnh 948. Bây giờ mình và anh Giao xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem đến giờ phút này, like ủng hộ cho mình và anh Giao ha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Xin phép được bye bye cả nhà nha. Bye.